Những ngày gần đây, một đoạn cây lộc vừng ở bên bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, quận Bình Thạnh đang đua nhau thay lá. Một khung cảnh mùa thu như hiện ra rõ rệt, người dân thích thú đến đây tận hưởng không gian này. Vào mỗi buổi sáng và chiều, tuyến đường này trở nên nhộn nhịp, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, rất đông người trẻ, các gia đình tìm đến săn lá vàng rơi. Hàng cây lộc vừng rụng lá dài gần 1 km, nhưng có đến hàng chục người thay nhau lui tới chụp ảnh. Trong những ngày thời tiết thành phố Hồ Chí Minh se se lạnh, càng khiến khung cảnh ở đây thêm lãng mạn, trữ tình. Dạ, em liên tưởng tới mùa thu Đà Lạt á. Mặc dù là em chưa có đi đến Đà Lạt nhưng mà em nhìn các khung cảnh hồ rồi mọi thứ nó yên tĩnh, nó yên bình á, nên là em rất là thấy giống Đà Lạt á. Dạ chưa á, tại vì em chỉ nhìn thấy cái không gian này ở trên TV hoặc là internet thôi. Thì đây là lần đầu tiên là em được ở cái một cái không gian nó yên bình như thế này. Kiểu không gian nó rất là ấm cúng với là kiểu rất là nó mát mẻ, giống như là cái mùa thu Hà Nội á. Vì là em rất là thích cái không khí như thế này, cho nên là em mong là Sài Gòn sẽ có ở nhiều nơi nữa chứ không phải là ở Bình Thạnh không. Khoảnh khắc này chỉ có một lần trong năm và kéo dài gần nửa tháng, nên ai nấy cũng tranh thủ đến để check-in. Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè dài gần 10 km, chạy qua các quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và đổ ra sông Sài Gòn. Nhiều năm về trước, nơi đây từng là dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố. Nhưng đến nay, kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đã thay da đổi thịt, trở nên thật trong lành, xanh mát và trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người dân.